九天ngày thứ 9. Hãy nghe và nhắc lại cách nói. Đâu có, mình chỉ biết nói một chút thôi. Nà lì, 我只会说一点儿. Nà lì, 我只会说一点儿. Nà lì, 我只会说一点儿. Nà lì, 我只会说一点儿. Hãy nhắc lại các từ ngữ sau bằng tiếng Trung. Bạn có thể gọi mình. 你可以叫我. Phần nhắc lại bài 6. Rất vui được quen biết bạn. 很高兴认识你. Bảy. Cũng vậy. 也是. Tiếng Trung của bạn thật tốt. 你的中文真好. Đâu có, mình chỉ biết nói một chút thôi. 哪里？我只会说一点儿。